Xin kính chào quý vị đến với chương trình Góc nhìn Hà Nội. Thưa quý vị, luật thuế thu nhập cá nhân được Quốc hội khóa 12 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2009. Sau 3 lần sửa đổi, đến nay những quy định xoay quanh thuế thu nhập cá nhân vẫn còn nhiều bất cập, cần sớm được sửa đổi. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân đã được Quốc hội đồng ý tăng từ 9 triệu lên 11 triệu đồng một tháng và nâng mức giảm trừ đối với người phụ thuộc, giảm trừ gia cảnh từ 3,6 triệu đồng lên 4,4 triệu đồng một người một tháng. Tuy nhiên, mức giảm trừ này vẫn đang bị đánh giá là chưa theo kịp tốc độ tăng giá cả hàng hóa và dịch vụ. Đặc biệt, sau chính sách tăng lương bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, câu chuyện về sửa thuế thu nhập cá nhân càng trở nên bức thiết hơn. Và để hiểu rõ hơn về những bất cập xoay quanh vấn đề này, đâu là giải pháp cần khắc phục trong thời gian tới, chương trình Góc nhìn Hà Nội ngày hôm nay với chủ đề cần sửa những bất cập trong thuế thu nhập cá nhân đã mời đến trường quay hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, giảng viên cấp cao Học viện Tài chính, chuyên gia kinh tế. Vâng, xin chào MC, xin chào quý vị khán giả. Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách. Xin kính chào quý vị khán giả Đài Truyền hình Hà Nội. Vâng, cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình Góc nhìn Hà Nội ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu chương trình, mời hai vị khách mời cũng như quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự sau. Là nhân viên tư vấn thuế, thu nhập trung bình của chị Linh mỗi tháng khoảng 25 triệu đồng. Sau khi giảm trừ nuôi hai con nhỏ, chị Linh vẫn thuộc diện đóng thuế thu nhập cá nhân. Với nhu cầu chi tiêu sinh hoạt hàng ngày hiện nay, chị Linh cho rằng việc phải đóng thuế với trường hợp của chị là chưa hợp lý. Chúng tôi làm ở đây là cũng khá là lâu, cũng mong muốn là có một cái nguồn thu nhập ổn định và được là an cư lạc nghiệp tại đây thì có một khoản tích lũy để được mua nhà ở đây, sinh sống lâu dài ở đây. Thì bây giờ với cái mức như thế đã lại trích một nguồn, một khoản để phải đi nộp thuế. Ví dụ như là nuôi một đứa trẻ nhỏ bây giờ, với cái mức giảm trừ chỉ được 4 triệu 4 nhưng mà cái mức thực tế mình chi trả một em nhỏ bây giờ đi học, đi gửi mẫu giáo thì tối thiểu nhất là cũng phải 4 triệu ạ. Cái thứ hai nữa là tiền sữa cho các con uống hàng ngày, rồi tiền ăn uống, rồi chi chưa kể các chi phí nếu như các con ốm đau. Thì tôi dự trù khoảng tầm từ 7 đến 10 triệu. Thế nên là cũng mong muốn là nếu được thì mong cơ quan thuế xem xét để nâng cái mức giảm trừ cho bản thân người lao động và cho người phụ thuộc ạ. Theo các chuyên gia, những quy định trong tính thuế thu nhập cá nhân như khởi điểm thu nhập chịu thuế, mức giảm trừ người phụ thuộc, bậc chịu thuế không được cập nhật theo biến động của lương tối thiểu, giá cả và lạm phát, trong khi hầu hết các mặt hàng tiêu dùng, dịch vụ đều đã tăng khoảng 20-30% từ sau dịch COVID-19, khiến chi phí sinh hoạt của người dân bị đội lên. Theo đại diện khối doanh nghiệp, mức quy định về khởi điểm đóng thuế đã không còn phù hợp. Theo thời gian, mức sống của người lao động cũng cần được tăng lên, với mức thu nhập hiện tại vẫn chưa phải là cao đến mức phải đánh thuế. Cán bộ công nhân viên của các cái doanh nghiệp, đặc biệt là đối với doanh nghiệp da giày và dệt may ấy, thì là nằm trong đối tượng những cái doanh nghiệp mà có thu nhập cũng là thấp ở trong mặt bằng của thu nhập của công nhân ở Việt Nam, thì cũng đã rất nhiều đối tượng đã vượt qua được cái mức này. Vậy thì với cái mức thu nhập đánh thuế như hiện nay ấy, thì nó sẽ là một cái gánh nặng cho người lao động hiện nay. Nhưng đồng thời ngược lại thì nhà nước cũng phải xem xét lại để điều chỉnh lại cái mức thuế thu nhập cá nhân để có thể đáp ứng được mong mỏi của đông đảo các người lao động hiện nay. Lâu nay, mức tăng thu nhập chịu thuế chủ yếu dựa trên đà tăng giá cả CPI. Tuy nhiên, trên thực tế, từ năm 2013 đến năm 2020, một số hàng hóa cơ bản đã tăng từ 2 đến 3 lần. Trong khi đó, thời gian qua, việc điều chỉnh mức giảm trừ cho người lao động chưa kịp thời vì mức lạm phát của Việt Nam thường chỉ tăng 3 đến 4%. Đây là điều khá bất cập khi không khuyến khích, động viên được người lao động. Người lao động người ta cứ nghĩ đến rằng người ta sẽ có những cái thu nhập tăng lên, người ta lại phải nộp thuế cao lên, cho nên là cũng không khuyến khích cái người lao động. Thế còn hiện nay thì có rất nhiều đơn vị là đang áp dụng mức lương là lương khoán theo năng suất, nhưng mà khi mà người lao động cố gắng phấn đấu để có cái thu nhập cao hơn thì lại nghĩ đến lại đến cái ngưỡng phải nộp thuế cao hơn, cho nên là người lao động họ sẽ làm không hết cái năng lực. Mỗi lần chúng ta điều chỉnh cái mức lương tối thiểu vùng thì cái mức người phụ thuộc, mức tính giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc sẽ tính theo tỷ lệ như vậy, thì không cần phải, nó sẽ automatic tự động và không cần phải điều chỉnh luật thuế nữa và không phải đi ra Quốc hội mới được, thì nó sẽ có cái độ trễ và cái phần này thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc sống của người lao động.
Vâng, qua phóng sự vừa rồi chúng ta có thể thấy rằng luật thuế thu nhập cá nhân được Quốc hội khóa 12 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007 và đến nay đã được sửa đổi 3 lần. Tuy nhiên trên thực tế thì mức giảm trừ gia cảnh, nhất là mức giảm trừ đối với người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng một người trong một tháng thì đã không còn phù hợp nữa. Và xin được hỏi ông Đinh Trọng Thịnh, ông có ý kiến gì về đề xuất này? Vâng, trước hết chúng ta thấy rằng là cái luật thuế thu nhập cá nhân của chúng ta đấy đã có 3 lần sửa đổi và lần gần nhất là vào năm 2020, đến nay cũng đã là 4 năm rồi. Và chúng ta sửa đổi thì chủ yếu là chúng ta dựa trên cái mức mà bào mòn của cái lạm phát với cái thu nhập. Và như vậy là chúng ta nâng cái mức từ 9 triệu lên 11 triệu là dựa trên cái cơ sở lạm phát nó đã tăng hơn 20%. Và rõ ràng ấy, cái việc mà chúng ta chỉ dựa trên cái điều chỉnh theo cái mức độ lạm phát là nó không hợp lý. Bởi vì rõ ràng cái việc mà chúng ta đánh thuế thu nhập cá nhân là đánh trên cái thu nhập cao của những cái người mà có cái thu nhập cao để từ đó điều tiết cái thu nhập của những người có thu nhập cao phục vụ cho cái sự phát triển bình đẳng của xã hội. Và rõ ràng là cái việc mà chúng ta xem xét cái mức giảm trừ gia cảnh nó phải phụ thuộc vào cái mức sống bình quân chung của người dân cũng như cái mức lạm phát bào mòn cái thu nhập và cái mức sống theo vùng miền. Và rõ ràng ở đây thì chúng ta thấy rằng là với cái thu nhập bình quân đầu người hiện nay của chúng ta khoảng 4.500 đô la Mỹ trên người, nó đã cao hơn rất nhiều cái thu nhập bình quân đầu người của cái năm 2020. Và rõ ràng là cái việc mà chúng ta chỉ tính bù trì cái lạm phát ấy thì nó lại càng không đúng. Không đúng bởi vì rõ ràng là cái mức bình quân mà chúng ta sống, tính cái mức sống bình quân ấy để mà tính cái mức đánh thuế, nó cần phải đi theo cái mức nâng lên của cái ngưỡng sống bình quân đầu người. Nhưng cái thứ hai là cái việc mà chúng ta tính là cái mức lạm phát 20% thì điều chỉnh ấy, nó cũng không phù hợp. Bởi vì cái mức lạm phát năm nay so với cái mức lạm phát năm sau nó không đồng mẫu số để chúng ta cộng lại. Và vì thế cho nên chúng ta cứ bảo rằng cộng các cái mức lạm phát của các năm lại nó đến 20% thì chúng ta điều chỉnh nó không hợp lý về mặt toán học. Thêm nữa thì rõ ràng là cái việc mà thu nhập của cái người ăn theo ấy, của người phụ thuộc ấy, nó chỉ có 4,4 triệu ấy. Với cái mức sống hiện nay, đặc biệt là ở những cái đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh là quá thấp để chúng ta có thể lo cho một cái người con đi học hoặc là cho một ông bố bà mẹ già. Và điều này rõ ràng là nó rất bất cập, làm cho cái thu nhập của cái người chịu thuế nó lại càng giảm xuống nữa. Vâng, thưa ông Nguyễn Quốc Việt, chúng ta đều biết thuế thu nhập cá nhân đó là thu của người có thu nhập cao nhưng vẫn khuyến khích họ làm giàu và đảm bảo tính công bằng giữa các đối tượng chịu thuế. Vậy đối với 7 bậc thuế suất như hiện nay thì nguyên tắc này đã phù hợp hay chưa? Trước hết thì chúng ta cũng thấy rằng là thực chất mỗi một cái sắc thuế của nhà nước nó đều có những cái đa mục tiêu. Chúng ta vừa mới nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh nói về các cái mức giảm trừ gia cảnh cũng như là cái sự lạc hậu của luật thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải nhìn lại là thuế thu nhập cá nhân lại là một cái sắc thuế mà đóng góp tích cực nhất vào cái tỷ trọng tăng ngân sách nhà nước trong suốt hơn 10 năm qua. Theo tính toán của chúng tôi đấy, thì từ năm 2008, tức là khi chúng ta gia nhập WTO, thì cái tỷ trọng thuế thu nhập cá nhân đã tăng từ khoảng 2,3% trong tổng cái đóng góp ngân sách nhà nước lên con số là hơn 8%, thậm chí là 9%. Trong khi đó thì thuế xuất nhập khẩu giảm từ 11% xuống còn khoảng 6% cái tỷ trọng đóng góp của ngân sách nhà nước. Thế thì nhìn vào con số như thế, chúng ta thấy rằng là chính cái thuế thu nhập cá nhân nó đã bù đắp cái sự mất đi của cái thuế xuất nhập khẩu. Thế thì đầu tiên chúng ta phải nhìn thấy rất là rõ đó là các cái sắc thuế nói chung và thuế thu nhập cá nhân đã đảm bảo cái nguồn thu tương đối là bền vững cho ngân sách nhà nước trong suốt hơn 10 năm qua. Và vì vậy mà cũng có những cái lý do nhất định để Bộ Tài chính phải duy trì những cái cơ cấu cả về cái phần là giảm trừ gia cảnh, giảm trừ cá nhân và giảm trừ người phụ thuộc lẫn là các cái mức thuế suất trong 7 bậc vừa rồi. Tuy nhiên
thì cũng phải thấy rằng là các sắc thuế nó cũng phải làm sao để hài hòa tương đồng với các cái thông lệ chung trên thế giới. Thứ nhất, chúng ta thấy rằng là thông lệ thế giới thì càng ngày nó càng đơn giản hóa. Nhiều nước trong khu vực thì nó là 5 bậc, trung bình là 5 bậc chẳng hạn. Có nước thì 7 bậc, nhưng mà thậm chí bậc đầu tiên nó là ghi là 0%. Đương nhiên nó tương đồng với cái việc là mức khởi điểm chịu thuế thì chúng ta cũng đã có cái gọi là giảm trừ tự động với cá nhân ở mức độ là 11 triệu một tháng. Tuy nhiên thì chúng ta 7 bậc đấy thì có một cái điều là gì? Là các cái bậc mà chúng ta nhảy bậc nó nhanh quá. Nó díu lại ở trong giai đoạn, ngay cái giai đoạn là từ 5% lên 10% rồi 15% ở giai đoạn đầu. Theo tôi thì chúng ta nhìn cả ở góc độ là thông lệ hành thu thuế đơn giản hóa thì chúng ta nên từ 7 bậc chúng ta xuống 5 bậc giống như trung bình ở các nước châu Á và ASEAN. Theo luật hiện hành quy định thì khi mà CPI biến động trên 20% thì các cơ quan chức năng mới có cơ sở để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh giảm trừ gia cảnh. Vậy theo hai vị khách mời thì việc đặt ra một cột mốc cụ thể như vậy trong luật thì có đang cứng nhắc hay không? Và dựa theo thực tế thì điều này thì đã có đúng hay không ạ? Xin được hỏi ông Đinh Trọng Thịnh ạ. Vâng, trước hết như chúng tôi đã nói, cái việc mà chúng ta chỉ tính điều chỉnh cái ngưỡng chịu thuế khi mà cái mức lạm phát đến 20% ấy, nó không phù hợp. Vì như vậy là chúng ta chỉ tính cái mức là cái thu nhập sẽ bị bào mòn bao nhiêu khi mà cái người được hưởng cái thu nhập đó người ta chịu thôi. Chứ thực tế mà nói ấy, là mức sống xã hội nâng lên do cái thu nhập, do cái tăng trưởng GDP thì rõ ràng là cái mặt bằng chung của xã hội nó đều nâng lên cả. Thì cái việc mà chúng ta tính cái mức đóng thuế cũng phải nâng lên theo cái ngưỡng chung của cái mức bình quân gọi là tiên tiến của xã hội. Và như vậy thì rõ ràng là chúng ta phải tính cái ngưỡng thu nhập chịu thuế ở cái mức là ngưỡng thu nhập bình quân để có được cái ngưỡng đó. Cái điều tiếp theo nữa là chúng ta cũng phải tính đến cái việc mà các cái chi phí hợp lý hợp lệ của cái người đóng thuế khi mà họ gặp những cái cảnh huống nó đột xuất. Ví dụ như họ đi bệnh viện, ví dụ như họ có những cái ốm đau bệnh tật hoặc có những cái chi tiêu đột xuất, chúng ta cũng không có cái gì giảm trừ trong cái này cả. Và đặc biệt là cái việc mà chúng ta xem xét đối với cái người phụ thuộc, đó là cái thế hệ lao động kế tiếp hoặc là đối với những cái người mà già cả trong các cái gia đình, thì rõ ràng với cái mức thu nhập như hiện nay mà chúng ta cũng tính là cái mức giảm trừ nó nâng lên theo cái mức đó thì rõ ràng nó không hợp lý. Và vì thế cho nên rõ ràng đã đến lúc chúng ta cần phải có cái quy định về cái mức nâng cái mức giảm trừ gia cảnh và điều chỉnh cái mức giảm trừ này theo thời gian. Bởi vì chúng tôi nói rằng là hiện nay chúng ta đã số hóa toàn bộ các cái hoạt động trong nền kinh tế quốc dân. Và rõ ràng là chúng ta sẽ có ngay được cái mức thu nhập bình quân đầu người, cái mức độ lạm phát cũng như các cái yếu tố khác thông qua cái số hóa. Và thế thì có thể một năm hoặc hai năm chúng ta điều chỉnh cái thuế này một lần. Nó sẽ vừa mang cái tính phù hợp, mang cái tính kịp thời và đáp ứng được cái yêu cầu của cái người đóng thuế. Đó là họ cảm thấy rằng đóng thuế đó là phù hợp và đúng đắn. Thì lúc đó cái việc mà đóng thuế này nó sẽ mang cái tính hợp lý. Vâng. Như vậy là chúng ta cũng phải đồng ý với nhau rằng để đưa ra được một con số hợp lý về mức giảm trừ gia cảnh trong thực tế, đây là một điều không hề dễ. Bởi tùy thuộc vào nhu cầu và mục đích của mỗi gia đình thì chúng ta sẽ có một cái mức chi trả khác nhau với người phụ thuộc. Và theo hai vị khách mời thì chúng ta cần phải sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân, nhất là mức giảm trừ đối với người phụ thuộc theo hướng nào để có thể hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan. Xin được hỏi ông Đinh Trọng Thịnh trước ạ. Theo quan điểm của chúng tôi thì chúng tôi cho rằng là với Việt Nam chúng ta, theo cái kinh nghiệm từ các cái quốc gia trong khu vực ấy, và tham khảo thêm ấy, thì chúng tôi cho rằng chúng ta nên có khoảng 5 cái ngưỡng chịu thuế thôi. Cái ngưỡng mà thứ nhất là cái mức chịu có thể là khoảng 16, 18 triệu gì đó cho cái người mà cái ngưỡng chịu thuế. Nhưng vượt khỏi cái mức đó 10 triệu, phải không ạ? Thì lúc đó chúng ta đánh thuế khoảng 2%. Còn từ 10 đến 40 triệu chúng ta đánh thuế khoảng 10%. Từ 40 đến 80 triệu chúng ta đánh thuế là 15%. Từ 80 đến 120 triệu chúng ta đánh thuế 20%. Và trên 120 triệu chúng ta đánh thuế 25%. Thì như vậy là cái mức mà ngưỡng chịu thuế nó sẽ nâng lên và cái mức giãn của các cái bậc thuế nó giãn ra.
Cái điều thứ hai là cái việc mà tính cái mức cho cái người phụ thuộc ấy, thì chúng tôi nghĩ rằng là có thể ở cái ngưỡng 40 đến 45% cái mức chi tiêu của cái ngưỡng chịu thuế. Tức là nó đâu đó khoảng 7 đến 8 triệu cho một cái người ăn theo. Thì lúc đó cái việc mà đóng thuế nó sẽ ở cái mức hợp lý. Vâng, xin được hỏi ý kiến của ông Nguyễn Quốc Việt về vấn đề này ạ. Có thể nói rằng là cơ quan thuế nói chung, Bộ Tài chính cũng đã có những cái sự cải cách và những cái sự áp dụng các cái phương thức, nhất là chính phủ điện tử. Và chúng ta cũng đã thấy rất là rõ là thậm chí có những công thức tính toán tự động mà chúng ta có thể tra trên mạng, điền trên mạng một cách tự động để chúng ta có biết được là cái mức độ chịu thuế của chúng ta như thế nào. Thế thì tất cả những cái khoản giảm trừ gia cảnh, đặc biệt là chúng ta, tôi rất đồng ý với ý kiến của tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh là chúng ta chia ra là cái dự giảm trừ gia cảnh tự động, bao gồm giảm trừ gia cảnh cá nhân và trong người phụ thuộc, với các cái khoản giảm trừ gia cảnh trực tiếp mà liên quan đến các khoản chi phí hợp lý, thì chúng ta nên đưa vào. Cái việc đưa vào như vậy thì nó cá thể hóa theo từng cá nhân các cái nhu cầu chi tiêu, cũng như đặc biệt là chúng ta sẽ phân biệt được giữa các cái khu vực, các cái vùng miền với các nhu cầu và mức độ chi tiêu và đặc biệt là các dịch vụ khác nhau ở các khu vực khác nhau. Nếu chúng ta không đưa được vào cá thể hóa, không đưa vào các cái giảm trừ trực tiếp thì sẽ rất là khó đảm bảo cái tính công bằng, là một trong những cái yêu cầu của tất cả các sắc thuế nói chung và thuế thu nhập cá nhân nói riêng. Đấy là cái ý thứ nhất mà tôi cũng muốn đưa thêm vào. Cái ý kiến thứ hai mà tôi cũng đồng ý với ý kiến của tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, đó là cái việc mà chúng ta phải dựa trên một cái tiêu chuẩn mới. Ví dụ như tiêu chuẩn chúng ta đặt ra đây chính là cái thu nhập bình quân đầu người, đó là cái chung của trên thế giới, để đưa ra các cái ngưỡng chịu thuế nói chung cũng như là ngưỡng giảm trừ gia cảnh nói riêng, thay vì chúng ta chỉ dựa vào mỗi một cái chỉ số lạm phát. Vâng, cảm ơn hai vị khách mời với những chia sẻ rất là cụ thể vừa rồi. Và trước khi tiếp tục bàn luận về chủ đề này, mời hai vị khách mời và quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự sau. Trước ngày 1 tháng 7, cô giáo Tô Thị Hằng đang có mức thu nhập khoảng hơn 10 triệu đồng một tháng. Sau khi chính sách tăng lương của chính phủ có hiệu lực, thu nhập của cô Hằng tăng lên hơn 14 triệu đồng. Vui mừng với mức lương được tăng, nhưng cô Hằng lại chăn trở với một nỗi lo khác. Lương tăng thì cũng đồng nghĩa với việc là tất cả mọi thứ nó cũng đều tăng theo. Thế thì bây giờ lại còn thêm cái việc mà phải đóng thuế cá nhân nữa. Cái mức giảm trừ 11 triệu thì nó cũng đã kéo dài một thời gian khá dài, mà mọi thứ thì đều có cái sự tăng leo thang. Với mức tăng lương 30% đợt này, lương của nhiều cán bộ công chức đã vượt ngưỡng 11 triệu đồng mỗi tháng, đồng nghĩa với việc thuộc nhóm phải đóng thuế giá trị gia tăng. Hiện mức giảm trừ gia cảnh đang ở mức 11 triệu đồng một người mỗi tháng cho người nộp thuế và mức giảm trừ với người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng một người mỗi tháng. Sau đó, mức thuế được chia thành các bậc. Theo các chuyên gia, việc chia bậc cũng như mức thuế giảm trừ thực hiện từ năm 2021 đã không còn phù hợp. Nếu như mà tính cái mặt bằng bây giờ thì với người lao động mà có chuyên môn cao ấy, là lương của người ta không thể là cái mức như vậy được, và như thế thì người ta sẽ chịu cái mức cao nhất là mức 35%. Bây giờ đang là từ 5% đến 35%, tức là 7 bậc ấy, thì chúng ta có thể rút ngắn lại là chỉ còn 3 bậc đến 4 bậc thôi. Và cái mức giá trị bắt đầu khởi điểm để đánh thuế thì cũng phải nâng lên, chứ không thể là như bây giờ nữa. Bây giờ mình đang để cái mức là 60 triệu. Đơn cử như vừa rồi chúng ta thấy là cái mức lạm phát thì nó về giáo dục, chi phí giáo dục đã tăng khoảng 20% từ năm 2020 đến giờ. Và giá xăng thì chắc chắn là tăng 110% rồi. Vậy nếu mà vẫn giữ cái mức giảm trừ gia cảnh và cái mức thu nhập chịu thuế, thu nhập hiện tại thì tôi rằng nó quá thấp. Vì vậy sẽ gây thiệt hại cho những người có cái mức thu nhập thấp và trung bình. Theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân, khi chỉ số giá tiêu dùng CPI biến động trên 20%, chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cần căn cứ vào lạm phát trên thực tế. Tôi cho rằng chúng ta cứ căn cứ vào cái mức lạm phát thực tế. Và để tính một cái mức thu nhập đối với một người bình thường và cũng không nên cao bằng, mà chúng ta từng cái vị trí, từng cái địa bàn một, địa bàn nào mà có những cái thu nhập cao và mức sống cao thì chúng ta sẽ tính cái mức giảm trừ khác. Tăng lương là mong chờ của tất cả người lao động. Thế nhưng, nếu chưa giải quyết được câu chuyện giảm trừ gia cảnh, nâng ngưỡng thu nhập chịu thuế sẽ khiến người làm công ăn lương phải chịu áp lực.
chưa kể đến yếu tố tăng giá cả hàng hóa. Do vậy, có lẽ đã đến lúc cần tính toán và điều chỉnh lại mức thuế giảm trừ để phù hợp hơn với điều kiện thực tế, để người lao động thực sự sống được bằng lương. Vâng, như chúng ta đã biết thì từ ngày 1 tháng 7 thì lương cơ sở của công chức viên chức đã tăng 30%. Nhiều người thì chưa kịp mừng tăng lương thì đã phải lo nộp thuế thu nhập cá nhân bởi lương tăng nhưng cách tính thuế thu nhập cá nhân vẫn giữ nguyên. Trong khi đó thì mức giảm trừ gia cảnh trong tính thuế thu nhập cá nhân được cho là đã lạc hậu và quá thấp. Vậy thưa ông Nguyễn Quốc Việt, ông nghĩ sao về việc này ạ? Ở đây chúng ta đương nhiên chúng ta bàn là 30% tăng lương cơ bản thì nó chủ yếu nó tác động đến một cái nhóm đối tượng là công chức viên chức và những người phụ thuộc vào cái quy định về lương trong cái khối khu vực công thôi. Tuy nhiên ấy, thì nói cho cùng ấy, thì chúng ta cũng vẫn thấy một cái điều rằng là rõ ràng là khi mà tăng lương bất luận là tăng lương loại nào thì nó cũng gây một cái áp lực lên cái giá cả và lạm phát, nhất là cái lạm phát kỳ vọng ăn theo các cái việc tăng lương. Nếu mà chúng ta cái việc tăng lương đấy mà chúng ta không sửa những cái quy định liên quan đến cái giảm trừ gia cảnh tự động hoặc là bổ sung các cái hình thức giảm trừ gia cảnh trực tiếp dựa trên các cái chi phí hợp lý mà của các cá nhân hoặc hộ gia đình trong từng khu vực, trong từng các cái đối tượng cụ thể thì nó sẽ dẫn đến những bất cập mà như phóng sự chúng ta cũng đã thấy. Cái điều thứ hai mà tôi cho rằng là cái việc mà tăng lương ấy thì nó cũng có thể sẽ là những cái gây áp lực lên cái chi phí cho các doanh nghiệp. Và vì thế mà nếu như mà trong cộng đồng doanh nghiệp chúng ta cũng đã thấy một cái hiện tượng là cái việc mà chúng ta không sửa cái luật thuế thu nhập cá nhân này nó gây những cái bất hợp lý trong cái chi phí đầu vào của doanh nghiệp. Thậm chí là ở đây tôi cũng chia sẻ là có những doanh nghiệp nói rằng là bởi vì áp lực giữ chân người lao động mà người lao động lại không muốn là cái việc mà tăng lương hoặc là cái việc là phải nộp cái thuế thu nhập cá nhân nhiều nên họ có những cái sự đàm phán để có những cái phần chi thu nhập ngoài các cái chi phí chính thức. Cái việc này nó vừa gây bất bình đẳng, gây bất công, đặc biệt là giữa các khối doanh nghiệp FDI, những doanh nghiệp đầu tư nước ngoài họ nghiêm chỉnh thực hiện các cái quy định về thuế nói chung, trong đó có khai báo về thu nhập cho người lao động nói riêng, với những cái doanh nghiệp mà họ lại chuyển sang các cái hình thức chi phí ngầm. Và cái này ấy, nó vừa là phí tổn cho xã hội mà nó vừa là phí tổn cho cả bản thân doanh nghiệp lẫn người lao động, bởi vì khi chuyển sang cái hình thức trả lương phi chính thức ấy, thì bản thân người lao động lẫn là doanh nghiệp phải chịu thêm những cái chi phí khác nữa, chứ không phải chỉ có mỗi là anh cứ tự động anh chuyển sang các hình thức chi phí không chính thức. Và có thể thấy rằng là Việt Nam trong số các nước trong khu vực ASEAN và châu Á đấy, thì cái phần kinh tế ngầm, kinh tế bóng đêm, shadow economy của Việt Nam cũng tương đối là cao. Vâng, theo ông Đinh Trọng Thịnh thì nếu như lương cơ sở tăng như vậy thì nộp thuế thu nhập cá nhân chúng ta nên điều chỉnh ra sao cho hợp lý ạ? Ngoài các cái biện pháp kiềm chế để mà giữ cái mức lạm phát ở dưới cái ngưỡng mà Quốc hội và Chính phủ cho phép, thì cái việc mà chúng ta xem xét điều chỉnh cái luật thuế thu nhập cá nhân cũng như các cái vấn đề có liên quan để đảm bảo cái người mà được tăng lương ấy, thì có được cái mức tăng, cái cuộc sống thực tế nó xứng đáng, và đồng thời xã hội cũng đỡ phải chịu những cái áp lực về cái việc là tăng lương, tăng giá. Và vì thế cho nên như tôi đã nói đấy, cái việc mà điều chỉnh cái mức đóng thuế và cái mức độ các cái thuế suất ấy, nó cũng cần được các cái cơ quan quản lý sớm đưa ra thực hiện ngay trong cái năm 2025 này. Tất nhiên là cần có cái sự nghiên cứu, xem xét, thống kê các cái số liệu một cách đầy đủ. Sau đó chúng ta sẽ có cơ sở đưa ra. Nhưng theo quan điểm của chúng tôi thì nên như vậy. Bên cạnh đó thì cũng có những ý kiến nhận định rằng trên thực tế thì đã có không ít những trường hợp người dân đã phải chịu cảnh thu nhập không đáp ứng được các nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống nhưng vẫn phải đóng thuế, đặc biệt với các hộ gia đình sinh sống tại thành thị. Vậy thì theo hai vị khách mời thì việc sửa luật thuế thu nhập cá nhân đã là vấn đề cấp bách hiện nay chưa? Trước hết xin được lắng nghe ý kiến của ông Nguyễn Quốc Việt ạ. Như chúng ta cũng đã bàn luận thì ngay bản thân cái việc tính khởi điểm chịu thuế và các cái giảm trừ, đặc biệt là những cái giảm trừ trực tiếp hay là giảm trừ tự động thì nó cũng đã là lạc hậu.
Bởi vì chúng ta một cái luật thuế mà chúng ta đến mười mấy năm trời chúng ta không thay đổi, trong khi đó cái GDP bình quân đầu người cũng như là cái tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế chúng ta nó cũng đã khác biệt rất nhiều so với lại thời điểm mà luật thuế ban hành hoặc là có hiệu lực. Cái thứ hai nữa, như tôi nói đấy, là chúng ta phải cân đối rất nhiều các cái yếu tố. Chúng ta cũng vừa cân đối giữa cái thuế trực thu, tức là các cái loại thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân, với lại các sắc thuế gián thu, ví dụ thuế VAT và thuế tiêu thụ đặc biệt. Ở đây tôi đồng ý với ý kiến phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh là chúng ta cần nhìn cái tổng thể, và nếu được chúng ta đẩy tiến độ sửa các cái luật thuế trực thu gồm có thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp ngay sang năm 2025. Đấy là ý thứ nhất của tôi. Ý thứ hai là rõ ràng là khi sửa luật thuế thì chúng ta nên cân nhắc tất cả những cái yếu tố, trong đó có những yếu tố và ổn định kinh tế vĩ mô. Vâng, vậy còn ý kiến của ông Đinh Trọng Thịnh về vấn đề này ra sao ạ? Vâng, như tôi đã nói thì từ đầu chúng tôi cũng có nói rằng là cái luật thuế thu nhập cá nhân của chúng ta ra đời năm 2007 và đến nay là đã là 17 năm rồi. Và mặc dù chúng ta có điều chỉnh 3 lần, nhưng chủ yếu là chúng ta chỉ điều chỉnh cái ngưỡng chịu thuế thôi. Thế còn cái bậc thuế cũng như là cái thuế suất và các cái yếu tố giảm trừ có liên quan thì gần như chúng ta không có gì thay đổi. Và điều này nó phản ánh một cái điều rằng cái luật thuế thu nhập cá nhân của chúng ta đã quá lạc hậu, không còn phù hợp với cái sự thay đổi của cái sự tăng trưởng phát triển sản xuất cũng như cái đời sống và an sinh xã hội. Và rất rất cần thiết có cái sự thay đổi ngay cái luật thuế thu nhập cá nhân này. Và người dân cũng đã có nhiều cái tâm tư, nguyện vọng cũng như đề nghị với các cái cơ quan chức năng trong cái việc là sớm thay đổi cái luật thuế thu nhập cá nhân cho nó phù hợp với thực tiễn. Vâng, vậy thì theo ông Đinh Ngọc Thịnh thì chúng ta cần đẩy nhanh lộ trình này như thế nào và ông có đề xuất gì không ạ? Vâng, chúng tôi cho rằng là cái việc mà thay đổi cái luật thuế thu nhập cá nhân là một trong những cái vấn đề rất quan trọng. Và nó đòi hỏi các cái cơ quan quản lý nhà nước từ Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng như các cái cơ quan có liên quan và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phải có cái sự xem xét, đánh giá, nghiên cứu một cách đầy đủ về cái mức sống bình quân đầu người, về cái mức thu nhập bình quân cũng như các cái yếu tố có liên quan đến cái việc mà học tập, bồi dưỡng, nâng cao cái năng lực trình độ của người lao động cũng như nâng cao cái khả năng tiếp cận với cái tri thức mới của các cái thế hệ tương lai và các cái yêu cầu về bảo đảm sức khỏe cho cái người già. Thì từ đó chúng ta mới đưa ra được cái ngưỡng chịu thuế của cái thuế thu nhập cá nhân cho nó phù hợp. Và đồng thời chúng ta cũng cần có các cái xem xét cái mức đánh thuế cũng như thuế suất của các cái mức thuế cho nó phù hợp. Và như vậy thì chúng tôi cho rằng cái việc nghiên cứu nó có thể ngay và luôn trong 6 tháng cuối năm 2024 để chúng ta sớm có thể trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc là trình Quốc hội thông qua cái việc cải cách toàn bộ cái luật thuế thu nhập cá nhân này. Vâng, xin được hỏi ý kiến cũng như đề xuất của ông Nguyễn Quốc Việt ạ. Tôi cũng rất đồng ý với ý kiến phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh là đầu tiên chúng ta cần phải có những cái nghiên cứu đánh giá tác động. Cái này trong luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật nó cũng rất rõ rồi. Chúng ta vừa là nghiên cứu tác động của cái quá khứ, nhưng đồng thời nếu mà chúng ta đưa ra các kịch bản với những điều chỉnh, ví dụ như chúng tôi đề xuất là 7 bậc xuống còn 5 bậc và giãn các cái ngưỡng chịu các cái bậc thuế, thì chúng ta cũng cần phải có những cái sự đánh giá các cái đánh tác động một cách rất là cụ thể và có cái sức thuyết phục dựa trên bằng chứng. Cái điều thứ hai tôi cho rằng là rất quan trọng là bên cạnh cái việc lấy ý kiến người lao động, các ý kiến chuyên gia hoặc là ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp cũng rất là quan trọng, các hiệp hội doanh nghiệp cũng rất là quan trọng. Thì tất cả những điều đó nó đòi hỏi cái sự tham gia và vào cuộc của rất nhiều bên liên quan, các cái chuyên gia kinh tế, các cái viện nghiên cứu kinh tế và chính sách như chúng tôi sẵn sàng đóng góp và tham gia vào cái quá trình để làm sao đẩy nhanh cái sự hoàn thiện tất cả các luật thuế một cách đồng bộ trong thời gian tới. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích và thiết thực của hai vị khách mời trong chương trình Góc nhìn Hà Nội ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Góc nhìn Hà Nội với chủ đề cần sửa những bất cập trong thuế thu nhập cá nhân đến đây xin được tạm dừng. Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình Góc nhìn Hà Nội ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại.